Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay thì đến mùa thanh trà rồi, các anh chị nhìn những cái giá thanh trà em mua về nhìn rất là thích luôn. Em hôm nay em mua 1 ký thanh trà vì em ngâm với đường phèn để làm cái thức uống giải khát. Cái mùa này thì mùa của thanh trà nên các anh chị có thể dễ dàng mình bắt gặp người ta bán thanh trà dọc đường rất là nhiều. Thanh trà này thì em thấy người ta nói là ở cái vùng miền Tây, là vùng An Giang á, là người ta trồng cái trái này. Nhưng mà ở Sài Gòn thì cứ đến mùa thì người ta cũng bán. Mua thì mình lựa những cái trái chín mà nó không bị nứt. Mình về mình ngâm nước muối. Cái này là nước muối em đã ngâm được khoảng 1 tiếng này. Bây giờ thì em sẽ vớt. Các anh chị không cần rửa lại đâu nhé. Mình vớt ra và mình để ráo cái trái thanh trà của mình đi. Cho cái khi mà mình ngâm á, nó còn một chút xíu cái nước muối nó dính ở ngoài á, thì cái nước của mình cũng uống rất là nhìn rất là hấp dẫn luôn. Em chuẩn bị đường phèn và một cái hũ sạch để em ngâm nhé. 1 ký thanh trà thì các anh chị có thể dùng từ 300-400 g đường phèn, là nếu mà các chị thúc hơi chua một chút, còn nếu mà muốn uống ngọt hơn thì mình dùng khoảng 400 g nhé. Ở đây thì sau khi mình để ráo cái trái như thế này thì em sẽ cắt cái đường ở trên như thế này. Mình xếp cái thanh trà của mình vào. Hôm nay thì em chỉ ngâm khoảng 200 g đường thôi. Em muốn uống nó còn cái vị chua. Đây, vậy là em đã ngâm xong cái hũ thanh trà đường phèn. Bây giờ thì em sẽ để vào cái chỗ mà mát khoảng 1 tuần thì em sẽ lấy ra và em pha cái ly nước thanh trà. Anh chị, đây là cái mà mình đã ngâm được khoảng 7 ngày. Đây, anh chị nhìn này. Nó ra cái màu hơi cam cam của cái trái thanh trà. Nhà em cũng uống được gần hết một nửa rồi. Bây giờ em sẽ lấy ra để em pha. Cái này thì rất là dễ uống. Bé nhà em nó cũng rất là thích. Vì mình uống nó lên men này, nó thơm cái mùi quả thanh trà. Mình cho vào một ít cái đá, thêm một ít nước lọc nữa là mình đã có cái ly nước giải khát. Mà không cần phải mình mua cái nước ở ngoài thì nó có đường nhiều, mấy cái đường hóa học hoặc là mấy cái chất bảo quản á. Trái thanh trà này thì cái mùi nó lên men tự nhiên. Giờ thì chỉ cần dầm nó thôi. Nó thơm lắm anh chị. Đây, sau khi dầm xong thì các anh chị cho thêm một ít nước lọc nữa. Và mình cho đá vào. Vậy là mình đã có một cái ly thanh trà dầm. Mát lạnh, rất là thơm luôn. Em thích cái mùi của cái trái thanh trà này lắm. Nó có mùa hè thì mình
mình có thể đến cái mùa này mình ngâm. Mà các anh chị muốn để lâu á thì sau khi mà các anh chị ngâm được phèn được một tuần, các anh chị bỏ cái trái thanh trà và cả nước ra, mình xem trên lửa khoảng 20 phút, mình xem khoảng 20 phút là mình có thể tắt bếp và mình bỏ vào ủ trở lại và mình bảo quản được rất là lâu. Video thực hiện cái nước thanh trà ngâm với cái đường phèn của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.